Rồi, đây là mình đi cái này cho con mèo ngoại nó ăn. Rồi cái này là đổi đất cho con mèo nha. Rồi bây giờ mình cắt giấy nha. Đất thì mình đem vô rồi. Mình phải làm hai tay. Đây là đất mình đổ sẵn rồi, đem vô rồi, giờ mình mới quay tiếp nè. Đó, giờ giấy này nha. Một cục vậy là 8-9 đồng gì đó không biết. Đó này người ta cho mình xài. Cho tới mấy thùng mình xài không hết mình nên đi cho người ta nữa đó. Đây. Chưa có tái được trong đó đâu mà đi ra nè, đi ra xuống. Xuống. Chưa mắt chưa làm xong đâu mà. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây sáng mai ngủ dậy chưa súc miệng cho chải đầu đó, đi lo đi chơi chó mèo đó nhà, cái chó chó và mèo mèo đó mình phải đặt cái máy xuống nó đứng được mình mới ấy nè, nó lên đó nó ngồi nó ăn nè, đó đất nè để xuống nè. Đó trải ở dưới rồi nhá, nè giờ đút vô thôi. Cái này ở dưới là đất nè nha. Ở dưới là đất nè. Ở trên là cái mô. Đó. Đút nó vô thôi mà. Thùng thiết đâu phải rửa sạch sẽ mới đem vô đó. Rồi, mới đó là thoát. Mới đó là thoát lên đó ngồi nè. Chát đất không nè. Mệt quá. Chơi không vui vẻ gì hết à. Mốt tôi dẹp luôn, tôi không chơi nữa. Mấy hai ông này chết thôi tôi không chơi nữa, mệt quá luôn. Tốn nhiều tiền quá luôn. Mà hên là cũng đồ ăn, đồ uống với lại giấy má đồ người ta cho, chỉ có mua đất. Rồi. Cất vô đó để đó không biết lát có phá không đây nữa. Phá thì tôi dọn dẹp hết, không còn cái gì trong này hết á. Nhà tắm mà không cho tắm. Nè lâu đi sữa sữa ngoan lắm nè, sữa không má cái nè, sữa không má nè, không má cái coi không má miếng hỏi hành quá hả, chơi hỏi hành trời đất ơi, thôi đi ăn đi má, đi ra chê khai nước đáy rồi chê hôi hành biết chê nữa đó, già đầu rồi biết chê rồi đủ thứ hết á, nhiều chuyện. Bye mèo. Má đi nha. Tắt cái đèn cái đã. Chà, chưa tắt máy được. Hôm nay đổi giờ 7 8 giờ sáng rồi mà nó còn tối thui đi. Rồi. Thôi, xong con mèo nha. Giờ cho con chó ăn nữa. Nè một thùng nó là 8, giờ hiện tại mình để lại có 2 thùng thôi. Đó.